Liên quan đến việc ngừng hoạt động bến xe Lương Yên theo quy hoạch vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định trên địa bàn Hà Nội, tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay 29 tháng 6, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã hoàn thiện kế hoạch triển khai việc di rời phương tiện đang hoạt động tại bến xe Lương Yên, cố gắng hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 để doanh nghiệp vận tải có thể sớm ổn định hoạt động. Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có 3 cuộc họp với đại diện bến xe Lương Yên và 3 bến xe liên quan để bàn giải pháp triển khai. Đa số doanh nghiệp tham dự họp đều thống nhất chủ trương, biện pháp và phương án điều chuyển, sắp xếp các tuyến vận tải tại bến xe Lương Yên về các bến nước ngầm, Yên Nghĩa và Gia Lâm. Theo đề nghị của Hiệp hội Vận tải Hành khách của Hà Nội cũng như các cái hiệp hội thì cố gắng là chúng ta hoàn thành cái việc này trước ngày 27 tháng 7. Tất nhiên, khi mà phải thay đổi cái luồng tuyến hoạt động đã ổn định từ nhiều năm thì sẽ rất đới khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là khó khăn cho một bộ phận nhân dân ở giai đoạn ban đầu phải thay đổi. Đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng các doanh nghiệp cũng thấy rằng vì bến xe Lương Yên nằm trong quy hoạch phải ngừng hoạt động nên chắc chắn không sớm thì muộn thì chúng ta cũng phải ngừng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết thêm sẽ cố gắng hỗ trợ cho người lao động của bến Lương Yên, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng xe buýt đến các bến mới.